Tokaro Tula 1933 là loại súng ngắn bán tự động cỡ 7.62 ly của Liên Xô, được Fedor Tokaro thiết kế vào năm 1929 với mục đích dự kiến thay thế cho người tiền nhiệm Nagan M1895. Bản mẫu chế thử TT-30 vượt qua cuộc thử nghiệm cấp quốc gia vào ngày 23 tháng 12 năm 1930. Và năm 1933, súng được cải tiến lần cuối cùng và được sản xuất hàng loạt vào năm 1934. TT-33 được thiết kế và sản xuất sử dụng với số lượng lớn trong Thế chiến thứ hai, với khoảng 600.000 khẩu được trang bị cho Hồng quân. Tuy nhiên, việc sản xuất đã bị ngừng lại từ năm 1954 do Liên Xô quyết định chuyển sang dùng súng ngắn 9 ly Makarov PM hiện đại hơn. Mặc dù vậy, TT-33 vẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội và công an Liên Xô đến tận năm 1970. TT-33 sử dụng loại đạn chày đầu tròn 7.62x25. Thiết kế điểm chạm của đạn trên mục tiêu có độ cao chênh lệch 15cm so với điểm ngắm, cho phép người sử dụng có thể quan sát toàn bộ mục tiêu trong khi nhắm bắn. Mặc dù hộp tiếp đạn có sức chứa 8 viên, nhưng có thể lắp thêm viên thứ 9 trực tiếp vào buồng đạn của súng. Súng ngắn Tokaro được sản xuất theo giấy phép tại một số quốc gia đồng minh của Liên Xô như Hungary, Triều Tiên, Ba Lan, Romania, Nam Tư từ những năm 1950. Trung Quốc sao chép lại TT-33 và gọi là kiểu 1954. Khi loại súng này vào Việt Nam, nó đã được định danh Việt hóa theo cách gọi của Trung Quốc K-54. Việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa rất đơn giản. Súng chịu được bùn lầy, đắt cát. Nhược điểm lớn nhất của súng đó chính là chất lượng gờ bám quá tồi. Quá trình bắn lâu ngày mài mòn gờ bám giữa khóa nòng và thân súng, làm cho đường đạn thiếu chính xác so với những khẩu súng ngắn khác. Hai là tay cầm của súng quá đứng, không phù hợp với tư thế tự nhiên. Hiện nay K-54 vẫn là loại súng ngắn phổ biến nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam.